Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Học viện Pha chế Sunny. Mình là barista Đức Hải. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người về một đồ uống liên quan đến cà phê. Nó là Americano kết hợp với cả kem muối biển của... Đây là sản phẩm mới của bên mình. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đánh kem muối biển. Ở đây thì mình sẽ dùng 100ml. Vì cái rig này của mình là mình vừa dã đông xong nên mình sẽ đánh qua một chút. Ở đây mình sẽ đánh kem rig này ở mức là nhẹ nhất nhá. Sau khi đánh qua thì mình sẽ cho thêm các nguyên liệu còn lại vào đây trong này. Ở đây mình sẽ dùng 40g bột muối biển. Sữa tươi. Với cái thành phần, với cái kem muối biển này mình sẽ đánh nó ở mức là nhẹ nhất. Chúng ta sẽ đánh nghiêng để cho không khí vào để có thể tạo được cái độ cứng nhất định cho kem. Đây là thành phần kem muối biển của mình. Tiếp theo là chúng ta sẽ đi chiết cà phê. Ở đây mình sẽ dùng 30ml cà phê máy, tức là nó tương đương 1 ly espresso đó. Sau khi chiết xong, ở đây mình đã có một ly espresso. Tiếp theo mình sẽ cho 120ml nước lọc. Mình sẽ cho 120ml nước lọc vào đây. Và mình sẽ cho tiếp là 15ml đường. Trời, máy lên. Tiếp theo mình sẽ cho đá. Mình sẽ đổ cà phê lên trên. Kem muối đi. Sẽ được co thêm lên trên này, trên bề mặt bột cacao và hai hạt cà phê. Vâng, mình đã hoàn thành xong cốc Americano kem muối biển. Các bạn cùng làm thử và thưởng thức món này giống như mình nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi kênh của Học viện Pha chế Sunny.